gì vậy hả? Lẽ nào anh trêu chọc cô gái Incheon của chúng tôi? Yeonhee vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ, mối tình đầu lúng túng vội nói chỉ là hiểu nhầm, rồi hốt hoảng chạy đi. Bốn người trong nhà phân tích, rốt cuộc Yeonhee và tên đó có quan hệ gì? Bọn họ nhận thấy chắc chắn là bạn trai cũ. Quả nhiên anh ta lại gọi điện cho Yeonhee, đúng lúc bị Chan Yeon trông thấy, anh cố ý không trả điện thoại cho Yeonhee, hỏi rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, mới biết được đó là mối tình đầu của cô. Buổi tối, bạn thân Yeonhee đã thông tư tưởng, giúp cô từ bỏ mối tình đầu và nghĩ đến thần tượng ESO nhiều hơn. Không ngờ em trai nghe trộm mà lại nghe nhầm, nghĩ rằng chị gái mình thích một người trong ESO, hiểu nhầm đã lan truyền sang nhà bên, mọi người đều nhao nhao đoán xem, rốt cuộc người Yeonhee thích là ai, nghe nói người đó không ở đây. Kyung Soo và Chan Yeon đều thất vọng ra mặt. Cái đó là cái người chị thích rốt cuộc là ai? Đã nói rồi, biến ra ngoài đi. ESO tập hợp lại, mọi người đều rất hứng thú với Yeonhee, có xinh không? Tao bảo Chan Yeon dẫn Yeonhee đến, cho bọn họ gặp trước khi lên máy bay. Chan Yeon vốn định từ chối nhưng ai nấy đều yêu cầu nhiệt tình, anh chỉ đành đồng ý. Yeonhee đến nơi, một nhóm người vây quanh nhìn cô ngơ ngác ngỡ ngàng. Trong quá trình quay chụp, Kai gọi cô ra ngoài nói chuyện, vừa hay bị Chan Yeon trông thấy. Nghĩ đến việc Yeonhee thích Kai, trong lòng cứ có cảm giác kỳ lạ. Kyung Soo không nhịn được đã tỏ tình với cô, người cô thích nhất không thể là tôi sao? Chan Yeon và Kyung Soo cùng thích Yeonhee, mà thực ra Yeonhee chính là thanh mai trúc mã với Chan Yeon. Nhưng cô vẫn mãi không nhận ra Chan Yeon, điều này khiến Chan Yeon vô cùng buồn bã. Anh cố ý nói cho Yeonhee biết, mình bắt đầu bị dị ứng bụi từ 5-6 tuổi, còn nói rất nhiều chuyện khi đó, thích mặc áo phông trắng, quần yếm, mũ bóng chảy, thích chơi trốn tìm, 6 tuổi hình thành thói quen đó rồi. Yeonhee lại cho rằng từ 6 tuổi anh đã mắc bệnh sạch sẽ, còn nói sau này mình sẽ dọn dẹp tử tế. Chan Yeon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, dẫn cô đến phòng để đồ, nói cho cô biết mình chính là cậu bé năm đó. ESO Chan Yeon chính là Chan bạn mình sao? Khi đó biết tin Chan Yeon rời đi, Yeonhee đã khóc rất lâu, còn cứ đợi anh quay lại nữa. Chan Yeon rất vui nhưng đột nhiên mối tình đầu lại gọi cho Yeonhee. Chan Yeon lấy điện thoại cô, Kyung Soo vừa hay trông thấy cảnh này. Này, đừng có gọi đến nữa. Tôi là bạn trai của Yeonhee đó. ESO. Sau đó Chan Yeon nhắc cho Yeonhee nhớ, mối tình đầu của cô không phải tên kia, vì hồi nhỏ cô đã tỏ tình với anh rồi. Mối tình đầu của cậu không phải thằng đó đâu. Cậu không nhớ là đã từng tỏ tình với tôi sao? Kyung Soo nghe xong trong lòng vô cùng mất mát. Hai người hẹn nhau hai ngày sau đi hẹn hò, nhưng trong nhóm lại xảy ra chuyện. Yeonhee vẫn đứng đó đợi Chan Yeon. Lúc này Kyung Soo đột nhiên xuất hiện. Khi Chan Yeon chạy đến, phát hiện Yeonhee vẫn ở đó đợi anh. Thì ra Kyung Soo muốn dẫn Yeonhee đi nhưng cô đã từ chối. Cô nói phải ở đây đợi Chan Yeon. Kyung Soo không đành lòng, về nhà nói cho Chan Yeon. Chan Yeon mới biết Yeonhee vẫn đang đợi mình ở đó, lập tức chạy đến chỗ hẹn. Chẳng được bao lâu, Chan Yeon lại có lịch trình mới. Mấy người họ dọn dẹp hành lý rời đi trong đêm. Yeonhee chạy sang thấy đồ Chan Yeon để lại, nói rằng anh nhất định sẽ quay lại. 6 tháng sau, nhà bên lại có người chuyển đến. Cô sang dọn dẹp nhà cửa, quả nhiên bọn họ đã quay lại, còn dẫn theo thành viên mới nữa.